Quay vô hơi nữa. Cô này đây. À, mà mồm. Này, phùm. Thế hả nếu mày không ấy chờ anh nói không? Hả? Có phát một mát đó nè. Sẽ chất nó xong phát một mát con. Ai vậy? Hả? Anh ai? Vậy liền nha, phát à. Ừ. Cắt ao lôi tinh nhà nè thằng nè nay vô lại vô lươn lươn đang tới nè anh xây nữa mơ tinh mà tắt à. Chú chú em lấy ớt ai lấy squal ta ấy ớt kéo ớt mì squal lê ở nè mặt kéo mát nè này cũng cắt lúa xong bán cái lâu mà ngay vô play thấy mấy thấy mau vô ấy vô tới cho na vô tới anh lâu đi. Mấy sạch sạch mà nè mở sạch sạch ta kết lạnh nói sao không có gì hết 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 nâu lắm, đẹp quý quý nè. Nặng này chú nhá. Con cá ơi, dụ cho bán. Bán nè. Bà cái lúc nó tay con liệt tê, tao chô. Con sai con lư tê, ca con sai con áo mọ bia chào cái này ta đi móc lúa nè. Lấy cái cắt sấn đôi móc hát ban đây nè. Ngon thế ta, sầu cái đuôn. Ừ, ta. Sầu buồn ban. Ta sẽ lông mà ban. Dạ. Ban hai phải lịch. Còn xoa đánh cái mọ tiếng, ngon nó mọ thẻ. Đông nâng bạp chốt rồi nha. Nào ta, tên nào, lột. Sao đua đua sao ở đây 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 uống rượu tao đua luôn trâu tao ớt luôn mày đưa thử chân cái này người ta đi móc về nè người ta đập như nè cho lúa nó rụng ra anh đưa vô bọc vậy nè dạ được bọc đi mai ngồi chờ thứ cắt lâu lơi cái đấy ông mà là tàu mấy miền là bao cao bây giờ anh gặp rùa tàu bán này hôm nắng ấy tiêm tía miền tập xa hả vẹp dê con ra xong bà lại hả vô không vô rồi vô vô lươn ăn tư đạo bắp đạo bắp nào vô đâu trời trời đạo bắp
Su nó su. Vôm vô ăn cái tới ao nẹp xe tiên nè. Dưới vậy hồ rồi. Vô ơi vô. Con ta. Ờ con ta. Ừ. Ôi vô hai nữa. À, mà mồm. Này, phùm. Thế hắn ấy mày không ấy chờ anh mày. Hả? Ta chạy kè hả? Anh ấy phải thơ mơ mục anh, phải thơ bằng ơi. Nếu phải thơ đường xoá. Ô. Ta mà xua luôn. Hả? Đã cái ấy nó nghỉ yên này mấy. Lên ta. Lên ấy. Thầy thơ lên thơ chê bi. Anh xin mang được cụ. Chạy cái này tới, chạy cái này tới, mặt mặt thăng, mặt thăng chờ anh ta. Mấy hôm nay bà con cắt lúa. Cắt lúa là có tiền rồi. Ta cài đất mới rồi nè. Có cô bán tạp hóa cũng chở đồ tạp hóa chạy bán ở trong làng nè. Để gặp là cổ gửi cho 200 để giúp ra tiền tiền bệnh đặng mình để ba cái rau cải cho bà con á. Bữa không có tên gì tôi quên mất tiêu rồi. Thì cũng nhân đây cảm ơn cô nhiều nha. Cô ấy cũng ở dưới chợ Tri Tôn. Này chở lúa. Thế cái bịch vàng vàng đó là mấy cái bao vàng vàng đó là bao lúa. Cho hết xe rồi còn mớ này chỉ cho tiếp nè.
Cái này khoảng 25 phần.